Isan XM ở cầu Phú Mỹ, quận 7. Mình xe VinFast này là ngắm phố luôn. Thôi đi bộ luôn. Nãy em qua bển trễ giờ làm em luôn rồi đó. Một giờ 45 là lái xe quay. Khó chịu vô cùng. Mình từng đi qua cầu Phú Mỹ trên xe xanh em, và có một điều mình khó chịu cực kỳ, đó chính là chiếc xe lên thật sự không nổi. Người mình thì chấp nhận là mập, nhưng mà thật sự khi mà mình rất là thông cảm cho tài xế, nhưng mà mình không thông cảm cho xanh em đã chế tạo ra một chiếc xe mà không tính toán kỹ lưỡng khi mà lên những cái cầu cao như vậy, làm cho tài xế rất là tội nghiệp. Mình rất là thông cảm, và mình biết mà, người dân nhỏ bé như chúng ta phải thông cảm với nhau, không được khó chịu. Nhưng mà chúng ta hãy lên những clip này để cho xanh em khắc phục, để cho những anh tài xế khi đi qua những cầu của Mỹ, cầu cao, dốc cao như thế này, thì chiếc xe phải hoạt động trơn tru, chứ đừng có lý do là xe điện không thể lên được dốc. Đây là một cái vấn đề mà tập đoàn xanh em hãy cân nhắc lại. Khó chịu vô cùng.